Đây là Tiến. Tiến xui xẻo. Tiến đi gặp thầy bói để giải vận đen cho mình. Thầy ơi thầy, năm nay con xui quá trời xui, đen quá trời đen rồi thầy ơi. Thầy có cách nào giúp con đỏ không thầy? Thầy. Thầy nói chuyện với thầy. Nãy giờ thầy không nghe hả? Thầy là ngủ không vậy? Ai nói tao ngủ? Nãy giờ tao đang nói chuyện với các đấng ở trên đó. Nói cái gì tao nghe hết. Thôi à, nói lại coi. Con muốn đỏ. Con muốn đỏ à? Được, ta sẽ cho con một chữ. Chữ gì vậy thầy? Chai. Chai. Ê nè, con hiểu rồi, đa tạ thầy. Tiến đang chai. Gương mặt Tiến đầy quyết tâm. Mình sẽ đổi đời. Tiến đưa hai tay lên chờ đợi điều may mắn tới. Tới rồi, tới rồi. Tiến ăn trứng rau phun thuốc. Tào Tháo tới rồi. Ui da. Tiến vẫn đen. Đây là Tiên, người yêu của Tiến. Hôm nay tâm trạng Tiến tốt. Anh yêu. Tiên muốn. Hôm nay em muốn léo léo. Ok, tới đây em yêu. Tiến nhớ lại lời thầy bói dặn. Chai. Nên Tiến quyết định. Hôm nay yêu chai. Trời ơi, yêu chai làm cái gì? Tiền không có mà ăn, bây giờ thêm đứa con làm sao mà nuôi? Tất cả là tại ông. Tôi nghe lời ông về yêu trai, ăn trai, làm tất cả mọi thứ đều trai mà vẫn đen không thấy đỏ là sao? Tới bây giờ tôi muốn đi bán dây trai luôn rồi nè. Ta chưa kịp nói thì con đã bỏ chạy rồi. Ý ta nói là năm nay con rất là đen. Cho dù con có ăn chay, yêu chay hay bán dây chay gì con cũng vẫn đen. Chỉ có một thứ mới làm cho con đỏ được thôi. Thứ gì? Đây. Game thiếu niên Ba Quy, cài chay 7 ngày nhận full tướng đỏ. Chỉ có cài chay game thiếu niên Ba Quy thì con mới có đỏ thôi. Hay vậy ta. Được đồ đỏ rồi, đời tôi hết đen rồi. Yeah. Thiếu niên Ba Quy, game tam quốc số 1 châu Á. Cài chay 7 ngày nhận full tướng đỏ tại ngay trên App Store hoặc Google Play.